sáng ra đi bộ một vòng Niagara Falls nè, để mình tận hưởng được cái không khí trong lành vào buổi sáng. Hiện tại thì ít người du lịch ra đây nha, có lẽ là họ đã ngủ. Còn bây giờ thì mình đi bộ xuống dưới chỗ cái thác. Đêm qua lòng muốn ra ngoài quay lắm đó, nhưng mà mệt thiệt, hôm qua tại lái xe nguyên ngày. Giờ mình xuống thác mình quay tiếp nha, có quay khúc drone để gửi cho mọi người xem đó. Rất may là quay drone được, đẹp lắm. Đây là đầu nguồn của cái thác nè. Đó, bên kia là Lake Erie chảy xuống cái hồ Ontario. Đây, nó lan rộng tới bên kia luôn. Đây là những cái khách sạn nhìn ra lake nè. Long ở khách sạn này. Khách sạn này là khách sạn Hilton. Từ trong đó mình có thể nhìn được rất là nhiều thác. Đây là từ dưới kia lên tới trên này luôn. Ba cái thác là nhìn thấy hết. Có những cái khách sạn thì nó hạn chế cái tầm nhìn, nhưng mà riêng cái Hilton đó, nếu mà mình lấy cái 4 view á thì mình có thể mình nhìn thấy hết được. Hiện tại là mình đang đi tới gần cái đầu thác nè. Nghe tiếng nước đổ xuống, trút xuống, ghê lắm. Đây là mấy cái ống nhòm để mà nhìn ra, hay là nhìn qua Mỹ. Tại bên kia là nước Mỹ nha. Đi đến đây thì mình bắt gặp được rất là nhiều người trên quốc gia, trên thế giới. Trong đây là cái tòa nhà mà bán những cái đồ quà lưu niệm nè, hay là những cái vé để mà mình đi tham quan. Hiện tại là mình đi sau cái đám nước che cả mặt trời để mà mình không thấy nắng à. Nước hơi nước bốc lên á, che mặt trời luôn. Đây, cái này nhìn thì rõ ràng hơn nè, giống như từ trong khách sạn nhìn ra vậy đó. Thác đó thì từ bên Mỹ chảy qua. Cái này mới là cái chính nè. Đó. Nó giống như cái móng ngựa. Đây nó gọi là cái móng ngựa. Nếu mà từ trên cao nhìn xuống. Đẹp quá. Tối mở đèn rồi này nó đẹp lắm luôn.
Ok thôi giờ lên nhà nha để chuẩn bị chuyến đi vô trong Toronto. Giờ mình đưa cho mọi người đi ăn sáng đã. Đây mấy xe bus dài dễ sợ. Đưa đón những người đi tham quan á. Cảnh đây đẹp thiệt. Khung cảnh đây thì nó rất là yên bình luôn. Mấy con vịt này nè là sướng nhất luôn nha. Suốt ngày ăn ngon rồi còn được ngắm cảnh đẹp nữa chứ. Mấy này là ngỗng Canada. Bên Ohio cũng rất là nhiều luôn. Mấy loại này thì được bảo tồn. Nhiều người nhìn thì thấy chỉ muốn tiết canh thôi nhưng mà nó được bảo tồn nha. Để bắt con nó thì bị phạt nặng lắm. Đường xá quá đẹp. Xuống đi bộ hai anh em bây giờ về còn cái thằng à. Giờ chuẩn bị lên kiếm cái gì ăn sáng đây. Đây là đoạn đường đi xuống dưới thác nè. Đây là về khách sạn đây. Đường rất là đẹp luôn. Mỗi tội là bên mấy cái góc này nó khai lắm nha. Chụp hình thì thấy nó đẹp vậy á, nhưng mà nếu mà mình đi ở ngoài thì nó hơi khai khai. À, bà con mốt qua đây có đi đái thì ráng nín chứ đừng có đái bậy nha. Khai mất mỹ quan mà cũng mất cái mùi tự nhiên của hoa lá ở đây. Nếu mà cái này nó có dịch lại được tiếng Anh thì cũng nghe được là Don't pee in public. Hồi lắm. Giờ mình về đây. Long Trần đã ngắm. Dạ. Đâu có đâu, đang đứng nè. Thấy không? Tại ánh nắng á, em nhìn thấy anh nè. Rồi, thấy mỗi đôi giày màu trắng thôi. Đây là Canada và đây là thành phố Toronto. Bữa nay mình ở đây chơi một ngày nha. Cũng chẳng có gì chơi đâu, tòa nhà cao nghĩ không chơi với ai đây. Cái này coi chưa có chợ người Hoa nè. Phố Hoa, phố người Hoa. Đẹp chưa? Ta đến phố người Hoa này, Bé Ly nhớ tiếng con. Đây phố người Hoa ở Toronto. Bán trái cây, bán đủ thứ đây nè. Dưới này có mấy cái tiệm phở. Bên trái dưới này có tiệm phở. Đây có cái tiệm phở ngon á. Ông đập đi xe kiểu gì? Ông chơi thêm hai cái đuôi nữa. Có rồng nè. Phố người Hoa. Sang này bán lập chồng lập sập về sao? Đúng rồi, vậy đó. Bánh mì nguyên hương gì kìa. Tập vô đây, nó coi bỏ đậu xe trong đây. Đây có mấy cái nhà tổng không? Vòng vòng chơi nha, cho biết nha. Đây được khánh đến phố tàu. Nhìn đứng này nhìn người thôi cũng vui rồi. Đủ thứ thành phần hết á. Bóng bề đẹp, xấu gì, tán lạng cào cào hết. Đủ thứ dạng người ở đây. Ui trời, vui chứ, đây vui thiệt. Nhưng mà nói chung là đi mỗi chỗ thì mình học được một thứ. Bữa nay lên đây ăn uống rồi nọ, thấy những người chủ họ ra họ tiếp đón nồng hậu lắm. Đó là phở Hưng nha. Ok bây giờ mình gặp đứa em nào ở Bentley đi. Bentley ơi, hello con. Anh Long ơi, có tiền để trả trả cái dây dây từ sướng nha. Rồi có đúng à. Chỗ cái đường cao tốc trên cao mình giống Hà Nội hả? Giờ tạm biệt Toronto, New York thẳng tiến, New York, New York. We'll be right back.
giờ lại trở lại Mỹ. Từ Canada trở lại Mỹ. Và hành trình mấy anh chị em sẽ đi từ Canada đi thẳng về New York. Đầu tiên thì định bay định đi về Ohio để bay về để bay về New York, nhưng mà sẵn tiện đi anh em muốn trải nghiệm chút xíu trên những cung đường của Mỹ nên là đã bên này không ai đi về hết. Đã sử dụng xe để chạy từ Canada về New York. Sau khi đi New York thì dự kiến sẽ đi về Washington. Xong từ Washington sẽ chạy xe là về lại Columbus, Ohio. Holiday Access ở giữa một cái khung cảnh giống y chang Bảo Lộc của Việt Nam. Welcome to Bảo Lộc City. Thirty-six minutes.
Lại đây. Chồng bế vừa vào cũng ngủ. Bế vào nhé. Đi không đi đâu. Bế thôi. Đây đang phố người Hoa của New York nè. Gia đình mới đến đây check in khách sạn xong rồi giờ đi bộ vòng vòng để kiếm gì ăn. Ở đây cảm thấy nó đông dễ sợ luôn, cái nhà hàng nào cũng đông nghẹt người hết. Đây là parking xe nè, mọi người có thấy chiếc xe nào không? Đó. Đây là chỗ trả tiền nè. Còn những cái xe á là vô trong thang máy này. Họ đưa vô trong thang máy này xong rồi lên trên lầu. Mình không biết trên này nó có mấy tầng, nhưng mà họ sẽ đưa mình xe mình đi gửi nha. Biển giá ở đây thì nửa tiếng là 17 đồng, 1 tiếng thì 25, 2 tiếng thì 33, 3 tiếng thì 42, mà 24 giờ thì 5 triệu đồng á. Chiếc mấy chiếc SUV thì nó mắc hơn tí. Đó. Đây là thang máy nè. Lát mình coi xe mình xuống nha. Đây, xe mình xuống rồi nè. Nó vậy đó. Thang máy xe nè. Long vô đây đậu chưa tới 3 tiếng nhưng mà đã trả 45 đồng. Mình cho thêm họ giờ đồng nữa lấy xe cho mình nữa là mình lấy xe. Bữa nay gặp ngay trời mưa nữa chứ. Để mà hỏi Long thích New York không thì cái câu trả lời đầu tiên của Long sẽ khỏi suy nghĩ luôn là không nha. Tại vì thành phố này rất chật hẹp, bon chen, ăn uống đồ này nọ, bất cứ cái thứ gì bất tiện lắm, kẹt xe suốt nữa. Để tới mà du lịch ha là này nọ một lần thì ok, chứ còn mà để mà ở đây sống ở đây hoặc là đến đây du lịch mà hai lần trong một năm thì là nó quá nhiều. Nó là thành phố để đáng sống một đi tới một lần để biết thôi, chứ còn để mà hơn nữa thì thôi thua, không chơi được nha. Đây thì Long khuyên mọi người mà cứ đi du lịch á, mà cứ đi bằng xe thì mình tới mình đậu một chỗ rồi mình bắt Uber mình đi, chứ để mà đậu xe xong rồi xuống đi tìm chỗ đậu xe nè, hoặc là cái phí đậu xe nó cũng không có đáng đâu, không đáng để lái xe đi đâu nha. Mỗi lần đậu xe vậy khoảng tiếng mấy là thấy mất hết 4-5 triệu đồng rồi. Mà tìm chỗ cũng chăm chua lắm, xong rồi còn phải đi bộ nữa chứ. Cho nên là mọi người lưu ý vấn đề đó khi tới New York. Bởi vì hỏi sao Long lại thích Columbus là đậu xe lúc nào cũng không có phải tìm chỗ nè, cũng không cần phải trả tiền nè, thoáng, thoải mái. Còn đây thì đất chật người đông, ăn uống mọi thứ gì nó cũng đắt đỏ hết, không đáng đâu nha. Tới đây để tham quan chơi một lần thôi, chứ còn để mà ở thì không, không nên ở. Với lại ở lâu thì cũng không tốt đâu. Ở đây 1-2 ngày cho nó vui được rồi, biết được rồi. New York công nhận thì nó tráng lệ hùng vĩ thật, nhưng mà không vui đâu nha. Không đã đâu, mệt lắm. Mình là không khoái rồi, nhưng mà đó là theo ý nghĩ của mình thôi. Còn mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau. Có lẽ là mình không thích hợp cho cái thành phố giống như vậy. Sáng giờ đậu sơ sơ 3 chỗ là hết gần 200 đô rồi. Phương tiện thích hợp đây là đi xe máy giống như vậy nè, hoặc là xe đạp nha. Mấy cái đó đi thì thoải mái hơn. Bentley đòi đi một chỗ ở dưới lòng đất, đó là Apple Store. Anh khám phá được cái Apple Store này dưới này nè. Hồi nãy giờ đi shopping mà cứ đòi xuống bằng được. Anh đi đâu là anh cứ đòi xuống như này thôi. Thằng máy á con, đi con, đi bộ xuống đi. Sao anh đi vô đây anh đi lẹ dữ vậy, mà nãy giờ anh đi chậm lắm. Công nhận mấy cái Apple nó làm đẹp thiệt chứ.
Đi con. Đó rồi. Dưới này rộng rãi, thoải mái, công nhận làm dưới lòng đất. Tiết kiệm được bao nhiêu diện tích để ở hoặc là để làm kinh doanh. Cái này dưới lòng đất mà đẹp quá. Trên này nó có những cái giếng trời nè. Hay không? Giống như mình đang trong một cái tổ ong, tổ mối vậy. Ok, giờ mua cho Bentley cái iPad nha. Xong, hết ngàn mấy rồi. Chưa làm được đồng nào cho ba hết. Cha mày. Thôi giờ đi về nghỉ ngơi. Tối đi ra ngoài Times Square chơi, quay live stream cho mọi người xem nha. Đây có cái tòa nhà này đẹp quá. Đây. Bao nhiêu tầng thì nó không biết, nhưng mà biết là chỉ biết nó cao, rất là cao luôn. Mình ra New York mình thấy rất là nhỏ bé nha. Bởi vậy nhiều người xem YouTube thì nhận xét sớm là mình khoe khoang, mình này nọ, nhưng mà thực ra là mình không có gì đâu. Chẳng có gì để khoe. Tại vì mình làm đến đâu, mình được cái gì thì mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người biết là nó khó khăn cỡ nào mới được như vậy, chứ không phải là tự nhiên tiền trên trời rơi xuống hoặc là có ai cho mình nha. Bây giờ Long up clip này cho mọi người xem, rồi hẹn mọi người clip sau nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Đẹp quá. Đây là ngay trung tâm của Times Square, nơi mà bao nhiêu người họ đổ dồn như đây nè. Tới New York là phải tới đây nha. Còn nếu mà chưa tới đây là chưa tới New York. Đây gọi là Times Square.